Xin chào tất cả mọi người, Phước Sửu chuyên viên tư vấn bất động sản chuyên về khu vực Nam Sài Gòn. Và hôm nay Phước Sửu có mặt tại một dự án khá đẹp, dự án mang tên là Zaga Nhà Bè, với một cái tên rất là hay gọi là tâm thức thời đại. Với tổng quy mô của dự án lên đến 350 hecta, có rất là nhiều phân khu. Và phân khu ngày hôm nay Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị đó là phân khu Zai River Country One. Cập nhật cho quý anh chị tiến độ của phân khu Zai River Country One và phân khu thứ hai là phân khu Zai Educoty. Và một cái tiến bộ mới nhất là hai cây cầu cống dinh, là hai cây cầu bắc từ đường Nguyễn Hữu Thọ sang đường Lê Văn Lương. Thì như mọi người đang nhìn thấy, đây là cây cầu thứ nhất, là cây cầu cống dinh đầu tiên. Nguyễn Hữu Thọ sẽ mở rộng lên đến 40m, và cây cầu cống dinh đầu tiên như mọi người nhìn thấy là đã hoàn thành xong 100% rồi, và bây giờ là xe lưu lượng xe qua lại khá nhộn nhịp. Và cái lên thứ hai là cây cầu cống dinh thứ hai thì bây giờ là đang đưa vào hoàn thiện được khoảng 30%. Thì sau này đường Nguyễn Hữu Thọ không còn hẹp như trước nữa và được mở rộng ra 40m, và nối liền từ hướng quận 7, từ bên Phú Mỹ và sang Lê Văn Lương, và bắt qua nhiều khu dân cư khác nhau. Thì con đường Phạm Hữu Lầu là một con đường trục giữa, nằm trong cái khu đô thị Sai Gai Nhà Bè. Thì cái phân khu đầu tiên là phân khu Zai River Country One với tổng quy mô là 17.8 hecta. Như mọi người thấy Phước Sửu đang bay livecam thì trong phân khu này thì tất cả cái biệt thự nè, nhà phố, shop house đã hình thành lên 100% rồi. Và ở đây thì mình có thể là chủ nhà có thể là những khách hàng là đã đưa vào nhận nhà rồi. Và phân khu thứ hai Phước Sửu muốn review đến quý anh chị và khách hàng đó là phân khu Zai Educoty. Thì phân khu này là một cái phân khu về giáo dục trường học, thì đã xong tất cả các cơ sở hạ tầng rồi. Rồi, Phước Sửu sẽ cùng với mọi người đi vào một cái công viên gọi là công viên giác quan của dự án Zai Zai River Country One. Với cái phân khu này thì tổng cộng là 17.8 hecta, và ở đây cho ra là khoảng 310 căn thấp tầng, trong đó có khoảng 60 căn shop house, 60 căn nhà phố, và còn lại là những căn biệt thự đơn lập, song lập đối diện bờ sông. Thì vị trí của Phước Sửu đang đứng là một cái công viên sát bờ sông, là công viên đa giác quan. Thì một cái công viên khá đẹp và có những cái cảnh đồi, có những cây tầm thấp, tầm cao. Và đặc biệt ở đây cái công viên này thì được hệ thống là tưới nè, hệ thống ánh sáng nè, gọi là tự động hết toàn bộ quý anh chị ạ. Zai Gai của tập đoàn ghế Hàn Quốc gọi là đầu tư khá bài bản chuyên nghiệp. Thì tại các phân khu này có đến 4 công viên chính, đó là công viên mùa đông, mùa xuân, hạ, thu đông, 4 công viên khác nhau. Và có một cái công viên như Phước Sửu nói là công viên giác quan. Và với phân khu thứ hai mà Phước Sửu muốn nói đến cho quý anh chị khách hàng đó là phân khu Zai Educoty. Tại các phân khu này để cho ra khá nhiều căn hộ cao cấp, và trong phân khu này có một cái trường quốc tế Chadwick của Mỹ đang hoàn thành phần móng rồi. Thì từ đây quý anh chị có thể là cho con vào học từ cấp 1 đến cấp 3, và một cái trường học khá nổi tiếng của Mỹ ha. Còn đối diện với bên tay mặt của Phước Sửu là một cái trường quốc tế được đặt tên là Victoria của chủ đầu tư Phú Long, do một cô Thảo và Việt Dép đang phát triển xây dựng. Và cái trường này thì đạt chuẩn quốc tế và đưa vào hoạt động trong đầu tháng 9 năm 2023. Một cái ngôi trường khá đẹp và nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. Và từ cái vị trí của dự án này thì mình có thể di chuyển dễ dàng kết nối đến quận 7, quận 1, và mình sẽ kết nối lên đường cao tốc Long Thành. Từ đường cao tốc Long Thành thì mình có thể đi về miền Trung, miền Tây, và mình có thể là di chuyển đến sân bay Long Thành chỉ khoảng 25 phút. Thì Phước Sửu vừa điểm qua cơ sở hạ tầng và những cái tiện ích mới nhất của dự án Zai Zai Gate Nhà Bè. Quý anh chị cần thêm thông tin hoặc là những cái giỏ hàng chuyển nhượng của khu dân cư này thì inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ là cung cấp đầy đủ những cái thông tin, và đặc biệt quý anh chị sẽ sở hữu được những cái sản phẩm giá rẻ bất ngờ từ những cái sản phẩm đã mở bán giai đoạn 1 vừa qua nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.